Nắm chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 âm lịch năm 2024. Thì Nắm đang có mặt ở trại kẻ chữ A, Nắm bằng ngư xám của dưỡng chính. Thì cái kẻ này là cái kẻ xuất phát điểm đầu tiên. Rồi sau đó dưỡng trồng xong rồi thì dưỡng nhập ở bên này, mặt bên này. Giờ bên đó đang thu hoạch, đang đậy nắp. Mà lứa đó cũng gần tàn rồi, 7-8 giờ rồi. Thì rồi dưỡng xả cái này quay lại đây nhập tiếp, là ba lần nhập lần thứ ba. Và bây giờ thì Nắm đang có mặt ở đây quay cho mọi người xem là ra nắm lần thứ nhất, tức là nhập phôi là lần thứ ba mà Nắm đang ra là lứa đầu. Thì câu chuyện mà Nắm đang ra lứa đầu thì Nắm thấy dưỡng chăm sóc khá là tốt nè. Ở thời tiết ở miền Trung thì khá là nóng, kể chứ A, làm kể chứ A nữa thì cũng khá là hầm. Nhưng mà với bàn tay chăm sóc của dưỡng thì rất là nắm ra rất là đẹp. Hầu như dưỡng lứa đầu lúc nào cũng ra đều hết. Vậy bây giờ Nắm sẽ mời mọi người dạo quanh một vòng rồi coi nắm ra như thế nào nha. Nắm đây, cứ mỗi lần thì dưỡng trồng có một luồng duy nhất này thôi. Để Nắm qua bên đây. Bên đây thì giờ đẩy nắp đồ rồi nè. Đây, không có gì đâu nữa để quay cho mọi người xem, cũng tàn tạ rồi. Đấy, bên đấy thì Nắm cũng có quay video cho mọi người xem. Rồi bây giờ vào đây. Giờ ở đây thì đang bật điện này, Nắm nè. Mọi người thấy chùm nấm rất là đẹp. Ra nhìn này. Nắm, nhưng mà Nắm đánh giá nè, chùm nấm đẹp nhưng mà có vẻ là màu nấm không được đậm đà lắm. Thấy không? Thì cái này không biết là dưỡng có mấy ngày trước dưỡng có thắp đèn hay không. Thì bây giờ không có dưỡng ở đây thì Nắm quay cho mọi người xem thôi. Mấy đợt trước thì mọi người cũng xem rồi, lứa 1, lứa 2 thì hầu như Nắm cũng quay rất là cụ thể cho mọi người xem. Nhìn mê mất. Nãy giờ Nắm cũng quay rất là nhiều ở những video ngắn để đăng video ngắn cho mọi người xem, rồi live stream nữa. Vào đây là hầu như không muốn ra nữa mọi người. Nhìn đi, như nắm như thế này mà chùm úp nút rồi mà cho ù nu đã. Mùi có mấy cái hơi còn nhỏ, nó còn ở trong này. Rất là đẹp mọi người ơi. Rồi thì như vậy thì Nắm đã lướt qua sơ qua quay cho mọi người xem rồi. Đấy, tổng quan của cái trại thì nó ra nắm như thế nào. Nhìn thấy không? Đã. Nắm tính là tỷ lệ chứ khoảng 90%. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Và bây giờ Nắm sẽ kết thúc cái video ở đây. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.